Các bạn nào xem những cái video của mình ấy mà chỉ thích cái phần luyện nghe này thôi thì các bạn không cần phải xem hướng dẫn của mình, các bạn cứ vào và kích vào phần mô tả bên dưới. Trong cái video này nó có cái phần thông số thời gian của video đấy, thì các bạn kích vào cái phần nghe vào luyện nghe luôn, không cần phải nghe mình diễn diễn giải trình bày và tra từ mới rồi là dịch nghĩa làm gì. Học tiếng Anh cùng bạn. Hello, xin kính chào các bạn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần Everyday English. What's the problem? Ở đây chúng ta sẽ hỏi về cái việc là có vấn đề gì. The problem là vấn đề, hay là nan đề, hay là có cái trục trặc gì, hay là có cái sai phạm gì đấy, kiểu thế. Problem có nghĩa là vấn đề. Here are some problem. Ở dưới này chúng ta sẽ có một số cái vấn đề. Here là ở đây đúng không ạ? Some là một vài cái vấn đề. Ví dụ như là the TV broken. Broken là TV đã hỏng rồi. Broken hỏng. The TV is broken. The TV is broken. Nó đã bị hỏng. The ticket machine doesn't work. The ticket machine doesn't work. Ticket machine là cái thẻ, là cái máy nhận cái thẻ ticket ấy, nó không có làm việc. Doesn't work, không làm việc. Work là làm việc. À, cái máy nó không làm việc, người ta vẫn dùng từ work. I don't understand this word. Tôi không hiểu được cái từ đó, không hiểu được cái nghĩa đâu. I'm lost. Thì cái từ lost, từ lost là quá khứ của từ lose. Lose là lose, còn từ lost là lost. Thì từ này có nghĩa là lạc, tôi đã bị lạc đường, đã bị lạc đường. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những cái câu chuyện và check that you answer them, và anh giúp họ trả lời, bạn hãy giúp họ trả lời. Thì ở đây ví dụ ta có những câu chuyện thế nào, và câu chuyện này là nội dung bài nghe, bài luyện nghe của chúng ta luôn. Thứ nhất là come on, it's time to go to the airport. À, đi thôi, bây giờ là thời gian để đi đến sân bay. Từ airport là sân bay, các bạn phải ghi nhớ từ này. À, đừng nhầm nó với từ aeroplane hay là station là nhà ga xe lửa nhá. Airport, sân bay. But cái gì đó ở đây đang trống. You put it in your bag. Bạn hãy đặt nó vào trong cái cặp này. Did I? Oh yes. Tôi chưa làm luôn hả? Did I là tôi sao, hay là tôi chưa hả? Oh yes, here it is. Đấy. Here là đây, it là nó, và đây là nó. Đúng không ạ? Oh yes, đây là nó. Tức là bà này bà để quên hay để làm rơi hay là để cái gì đó, chưa cho vào cái cặp. Thế thì một người ta giúp đỡ bà ấy cho vào cặp. Thế còn cái từ chỗ trống này là trước chúng ta nghe và chúng ta điền vào. Còn cái từ fill này nó chỉ là một cái thán từ thôi, nó không có nghĩa gì cả. Phiêu, thở dài hay là thở thôi. Phiêu. Tiếp theo là excuse me. Yes. Ba chấm ta không biết là cái gì. I put in 2 pounds. Tôi đã cho vào đây 2 pound rồi. Tôi đã cho đây 20.000 rồi. 2 pound. 2 pounds. But I didn't get a ticket. Nhưng mà tôi không nhận được cái vé. Không nhận được cái vé. Không nhận được cái thẻ xem phim hay thẻ đi chơi hay là thẻ gì đó họ bán tự động. Did you post this button? Bạn đã ấn vào cái nút này chưa? Đấy. Oh no, I didn't. Oh, chưa, tôi chưa đấm nữa. Well, here you are. Thank you very much. Chứ ấn vào nút thì nó ra nó hoạt động đúng không ạ? Excuse me. Yes. Ông này ông nói là excuse me. Thằng bé này trả lời yes đúng không ạ? Thì ông này ông mới nói luôn. Can you help me? Can là có thể, you là bạn, help là giúp. Bạn có thể giúp tôi một chút không? Bạn có thể giúp tôi không? Can you help me? Bạn có thể giúp tôi không? Xong rồi ông hỏi cái gì đó. Where do you want to go? Where do you want to go? Anh muốn đi đâu? Where do you want to go? Anh muốn đi đâu? To the railway station. Tôi muốn đến cái railway station. Đấy. Station là nhà ga, đúng không? Railway là đường sắt hay là xe lửa. Chúng ta học cái bài này buổi trước rồi. Ta đến nhà ga xe lửa. Go straight on about 200 meters. It on the left.
Đi thẳng đi. Go straight on. Đi thẳng đi. About 200 meters. Nó khoảng 200 mét đó. 200 mét đó. Đi thẳng 200 mét. About 200 meters. It on your left. Nó nằm bên cái tay trái của ông ấy. On your left. Nằm bên tay trái của ông. Khoảng 200 mét nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ có bài tiếp theo lại. Ở đây ta thấy một cái dictionary, hai người đang nói chuyện gì với nhau đó. Và chúng ta không biết là cái người A đã nói câu gì trước tiên. Ở đây là một dấu trống chúng ta phải nghe và điền vào. Bản B này. Check it in your dictionary. My dictionary is at home. Can I borrow yours? Can I borrow yours? Tôi có thể mượn của bạn được không? Của tôi để quên ở nhà rồi. At home nó quên ở nhà rồi. Để tôi có thể mượn của bạn được không? Ok, no problem now. Yo you are. Ok, không có vấn đề gì. Của anh đây nhá. Cho người ta mượn nhưng mà cứ phải nói kiểu thở dài thế. Không vui lắm, cho mượn nhưng mà không vui lắm. Hello. What's the matter? Ôi không, có vấn đề gì thế? Và chấm chấm không biết là vấn đề gì. Good. Tốt thôi. Perhaps. Perhaps là có lẽ, có thể. Từ perhaps là giống hệt như từ maybe. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện tối nay. Chúng ta nên nói chuyện nào, không xem tivi nữa nhá. Tivi hỏng rồi. Perhaps và maybe giống nhau nhá. But I want to watch a film. Nhưng mà em muốn xem một bộ phim. Go to cinema. Yeah. Bây giờ thôi, đi cinema, đi dạp dịp phim xem cho dễ, đi dạp xem nha, không xem nhà nữa. Chiều vợ thế nhỉ. I'm really sorry. Anh thật sự xin lỗi. Xin lỗi cái gì thì không biết. It doesn't matter. Nó không phải là vấn đề đâu. Không cần phải xin lỗi đâu. It doesn't matter. It was on the 10th. Nó vào ngày mùng 10. Nó vào ngày mùng 10. Wasn't it? Nó vào ngày mùng 10 phải không? Ở đây là câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi tức là nó ở dưới này nó có từ was. Và ở đuôi lại có từ was. Và từ was này là từ was not. Wasn't. Thì trong tiếng Anh này nó dùng cái từ câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi là để hỏi cái gì đó có phải không, mang tính chất nghiêm túc, mang tính chất là lịch sự và nhấn mạnh. Đấy. It was on the 10th. Hoặc là wasn't it? Yes, it was. Vâng, đúng rồi. Well, here are some flowers. Và đây là những bó hoa. Và đây là những bó hoa. Well, tốt thôi, đây là những bó hoa. Oh, thank you very much, they are beautiful. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nó rất là đẹp. Quá là đẹp. Ok. Thì đấy là bài dịch của chúng ta. Ở đây có cái phần nữa này. I can't find my passport. Nó không thể tìm thấy cái hộ chiếu của tôi. Passport là hộ chiếu. I forgot your birthday. Tôi không thể nhớ được ngày sinh nhật của em. Thì đây là chúng ta nghe nhé. Bây giờ chúng ta nghe. Đoạn này sẽ rất hay. Rất hay luôn. Các bạn nào xem những cái video của mình ấy mà chỉ thích cái phần luyện nghe này thôi thì các bạn không cần phải xem hướng dẫn của mình. Các bạn cứ vào và kích vào phần mô tả bên dưới. Trong cái video này nó có cái phần thông số thời gian của video đấy. Thì các bạn kích vào cái phần nghe, vào luyện nghe luôn. Không cần phải nghe mình diễn giải trình bày và tra từ mới rồi là dịch nghĩa làm gì. Các bạn nghe luôn nếu các bạn cảm thấy các bạn có thể làm được điều đó. Để tránh mất thời gian và tránh bức xúc cho các bạn. Tape script 11.10. What's the problem? 1. Come on! It's time to go to the airport. But I can't find my passport. You put it in your bag. Did I? Oh, yes. Here it is. Phew. 2. Excuse me. Yes? This ticket machine doesn't work. I put in £2, but I didn't get a ticket. Did you push this button? Oh. No, I didn't. Ah, well. There you are. Thank you very much. 3. Excuse me. Yes? Can you help me? I'm lost. Where do you want to go? To the railway station. Go straight on, about 200 meters. It's on your left. 4. I don't understand this word. Check it in your dictionary. My dictionary is at home. Can I borrow yours?
Okay, no problem. Here you are. 5. Oh no. What's the matter? The TV's broken. Good. Perhaps we can talk this evening. But I want to watch a film. Go to the cinema then. 6. I'm really sorry. I forgot your birthday. It doesn't matter. It was on the 10th, wasn't it? Yes, it was. Well, here are some flowers. Oh, thank you very much. They're beautiful.